Mặc dù đã có quy định cấm học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy trên 50 phân khối tới trường, nhưng hiện nay vẫn còn có nhiều học sinh sử dụng tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Phản ánh tại huyện Bảo Thắng. Những hình ảnh này được phóng viên thời sự ghi lại tại trường Trung học phổ thông số 3 huyện Bảo Thắng. Mặc dù ngay từ đầu năm học, nhà trường đã quán triệt tới học sinh không được đi xe máy trên 50 phân khối, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra. Thực ra thì làm khác với các em hoặc là ký cam kết thì sẽ xảy ra cái tình trạng là có thể các em sẽ không có cái phương tiện đến trường mà các em lại phải bỏ học. Thì những với những cái đối tượng đấy là những đối tượng là ở những cái thôn đặc biệt khó khăn mà đi xuống khó khăn đấy, thì có thể nhà trường sẽ xem xét và thống nhất sẽ là một vài trường hợp sẽ được cái sử dụng cái biển xe đấy đi thôi. Còn đâu là bắt buộc những các trường hợp khác thì phải là biển HB, xe điện, phải đi xe phải đội mũ bảo hiểm. Ngoài việc đi xe trên 50 phân khối đến trường, còn có nhiều em đi xe máy, mặc dù đúng phân khối nhưng độ vành, độ pô, độ đèn và thay đổi một số kết cấu của xe, nghĩa là những xe này đã có sự thay đổi thiết kế kỹ thuật ban đầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực tế những gì đang diễn ra, trường Trung học phổ thông số 3 đang triển khai các biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông học đường. Sẽ rà soát lại đối với những em mà độ bô thì sẽ yêu cầu thay lại đúng theo nguyên bản của xe. Đấy, còn độ chế thì sẽ đối với những em mà thay chế thì sẽ nhờ những cái cơ quan mà hay là những cái bên kỹ thuật người ta mới biết được. Thì mình nắm bắt được nếu mà đúng có những em độ lên phân khối lớn thì chúng ta cũng sẽ yêu cầu về đúng đối với cái nguyên của bản bản nguyên của xe đấy. Theo luật giao thông đường bộ năm 2008, người điều khiển xe gắn máy dưới 50 phân khối không cần giấy phép lái xe. Do vậy, rất nhiều trường hợp cha mẹ học sinh sẵn sàng bỏ tiền mua xe cho con để tự đến trường. Nhưng thực tế, không ít trường hợp các em học sinh thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện cơ giới gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy, 90% số vụ tai nạn giao thông đối với trẻ em trong những năm gần đây là rơi vào nhóm từ 16 đến 18 tuổi.